Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Cách đây hơn 3 năm, vào một ngày giữa tháng 2 năm 2021, lúc đó anh chị nào còn nhớ thì nó chính là cái thời điểm mà cả thế giới đang ở giữa tâm dịch. Tối hôm đó tôi đã ngồi xuống để thu tập podcast đầu tiên, và từ đó thì nó mở ra cho tôi một cái chặng hành trình cho tới tận ngày hôm nay. Khi đó thì cái ý tưởng ban đầu của tôi chỉ đơn giản là tôi thu lại và lưu trữ lại những cái kinh nghiệm về đầu tư và kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Và khi mà tôi bắt đầu cái hành trình này thì tôi đã tự đặt ra cho mình một cái lời hứa, đó là mỗi tuần vào mỗi tối chủ nhật, bất kể là đang làm gì, đang ở đâu, dù có bận bịu tới mấy đi nữa, thì tôi vẫn sẽ có một cái tập podcast nào đó giá trị để gửi tới cho các anh chị. Và trong suốt hơn 3 năm qua, tôi đã giữ được lời hứa này gần như là trọn vẹn. Anh chị nào ở đây mà đã từng làm những cái hoạt động podcast thì chắc là đều biết là tuy là nhìn bên ngoài có vẻ như nó đơn giản, nhưng mà thật ra thì phía sau của nó là một cái khối lượng công việc khá là lớn. Người ta có thể giữ được cái nhịp độ đó ở trong vài tuần hay là vài tháng. Nhưng mà để giữ được đều đặn như vậy, hết từ năm này qua tháng nọ, trong suốt hơn 3 năm, thì nó đòi hỏi một cái sự nỗ lực khá là lớn. Chưa kể là bên cạnh đó thì công việc này nó lại không phải là công việc chính của tôi. Công việc chính của tôi nó vẫn ở bên cái mảng đầu tư và cố vấn cho các cái doanh nghiệp. Và bởi vì vậy, cho nên cái quỹ thời gian của tôi nó lại càng eo hẹp hơn. Đó là chưa kể là có một số giai đoạn thì tôi lại còn tổ chức thêm khóa học. Mỗi cái đầu việc như vậy, như là các anh chị cũng có thể tưởng tượng, nó đều là những cái khối lượng công việc khá là lớn. Và cộng dồn tất cả nó lại với nhau, thì nó làm cho suốt hơn 3 năm qua, gần như là cuộc sống của tôi nó chỉ có xoay quanh công việc. Thành ra là cuối cùng, tuy là mang tiếng là tôi đã nghỉ hưu rồi, nhưng thật ra thì cái cường độ làm việc của tôi nó thậm chí là nó còn gấp nhiều lần cái thời mà tôi vẫn còn đi làm. Tôi thì tôi tự nhận là mình làm khá tốt trong nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, riêng cái khía cạnh về cái việc tự chăm sóc sức khỏe thì tôi lại làm không tốt. Cụ thể thì tôi là một người khá là chủ quan về sức khỏe của mình. Và với cái cường độ làm việc như tôi vừa chia sẻ với các anh chị, ở trong một cái thời gian dài, thì sức khỏe của tôi nó bắt đầu nó lên tiếng. Cách đây 6 tháng, nếu mà anh chị nào còn nhớ thì trong tập số 146, tập đó tôi thu vào đúng cái đêm giao thừa của cái hôm Tết Tây vừa rồi, thì ở trong tập đó tôi có chia sẻ với các anh chị một số những cái dự định về tương lai của cái podcast này. Trong đó thì lần đầu tiên tôi đã chia sẻ với các anh chị về ý định là một lúc nào đó tôi sẽ khép lại cái hoạt động podcast này và chúng ta sẽ chia tay nhau. Có một cái điều mà tôi đã giấu các anh chị, đó là trước cái tập đó, chỉ trước đó vài tuần, tôi có ngồi lại với một người bác sĩ của mình ở Úc. Anh này cũng là bác sĩ mà chuyên theo dõi sức khỏe cho những người quản lý của các cái tập đoàn lớn ở Úc. Khi đó sau khi mà trò chuyện, thì anh đã cảnh báo với tôi là tôi đang có một số triệu chứng mà anh nghĩ là tôi đang bị cái hiệu chứng về burnout, nghĩa là một cái hiệu chứng về quá tải ở trong công việc. Tuy nhiên, cũng lại cái sự chủ quan của mình. Sau khi mà nói chuyện với người bác sĩ và sau khi chia sẻ với các anh chị tập số 146 đó, tới nay thì đã hơn nửa năm và tôi không những là tôi đã không giảm cường độ làm việc lại, mà thậm chí là tôi còn tăng nó thêm nhiều hơn. Một mặt là tôi vẫn đều đặn làm ra podcast mỗi tuần. Còn một mặt khác, ở bên phía công việc chính, thì tôi lại còn mở rộng ra đầu tư thêm trong nhiều cái lĩnh vực mới. Kết quả là càng ngày thì tôi lại càng gánh trên vai mình nhiều trách nhiệm hơn. Và vô tình, tự tôi đã đẩy mình vào một cái tình huống mà tôi luôn ở trong cái trạng thái bận rộn, luôn luôn căng thẳng với vô số những cái việc khác nhau. Thật ra thì cá nhân tôi chưa bao giờ tự hào về cái sự bận rộn của mình.
Bởi vì tôi luôn cho rằng tôi bận rộn, có nghĩa là tôi đang tổ chức công việc của mình không tốt. Tôi chưa có tối ưu hóa được tối đa cái khối lượng công việc của mình. Nhưng mà ở một góc độ khác, thì dù tôi đã rất là cố gắng để mà tối ưu hóa những cái quy trình làm việc, nhưng mà bởi vì những cái khối lượng công việc mà tôi đang triển khai cùng lúc quá nhiều, thành thử cho nên dù có tối ưu cách mấy đi nữa, thì vẫn có vô số những cái việc mà nó đòi hỏi cái sự tham gia và cái sự quyết định của tôi. Và rồi cái việc gì đến thì nó cũng đến. Thời gian những tháng gần đây thì càng ngày tôi càng cảm nhận rõ là có một số cái bất ổn về cái khía cạnh sức khỏe của mình. Và gần đây khi mà tôi ngồi lại để trao đổi với bác sĩ thì tình hình có vẻ như là nó đang tệ hơn. Hầu hết những cái triệu chứng mà bác sĩ đưa ra thì tôi gần như là tôi đang có đủ hết. Từ là những cái triệu chứng về tâm lý cho tới cả những cái triệu chứng về thể chất. Bản thân tôi thì tôi cũng bắt đầu cảm thấy là mình không còn niềm vui ở trong những cái việc mình đang làm. Dù xuất phát điểm của nó đều là những cái việc mà tôi yêu thích và là do tôi chủ động chọn làm, chứ không có ai bắt ép tôi làm. Tôi chia sẻ những cái điều này cũng không nhằm mục đích là tôi đang than vãn gì với các anh chị. Bởi vì một lần nữa, tất cả nó đều là do tôi tự chọn làm. Và những cái kết quả mà tôi đạt được từ những cái công việc đó cũng là cho tôi hưởng, chứ không có ai hưởng hay là không có ai bắt ép tôi làm hết. Tôi chỉ đang chia sẻ và tâm sự với các anh chị ở góc độ một người bạn, chia sẻ về những gì mà mình đã và đang trải qua, cũng như cái lý do vì sao tôi đi tới những cái quyết định mà tôi sẽ chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay. Bên cạnh cái lý do về sức khỏe thì nó cũng còn một số cái lý do khác mà nó cũng khá là quan trọng. Thứ nhất, đó là những cái nội dung mà tôi chia sẻ ở trên podcast này, nó đều là những cái bài học về kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy được, bao gồm những cái kinh nghiệm trong cuộc sống và kinh nghiệm về quản lý tài chính. Mà tôi thì từ xưa tới nay, tôn chỉ đầu tiên của tôi khi mà làm cái chuỗi podcast này là phải làm sao mà những nội dung mà tôi gửi tới các anh chị, dù ít dù nhiều, nó cũng phải mang tới cái giá trị nào đó. Cho nên nó phải xuất phát từ những cái kinh nghiệm thực tế của tôi. Mà đã là kinh nghiệm thực tế thì tôi chỉ có một số lượng giới hạn. Có nhiều người cả đời họ chỉ tích lũy được vài kinh nghiệm. Tôi thì tôi may mắn được trải nghiệm nhiều, tôi va vấp nhiều, cho nên cái số lượng của tôi nó có thể nhiều hơn đôi chút. Nhưng mà chắc chắn nó không phải là vô tận. Mà tôi thì tôi không muốn chia sẻ theo cái kiểu là góp nhặt đầu này đầu kia một chút, để về chia sẻ với các anh chị những cái kinh nghiệm mà nó không phải từ chính những cái trải nghiệm thực tế của tôi. Tổng hợp tất cả những cái lý do này lại, thì dù có muốn hay không, có lẽ cũng đã đến lúc mà tôi phải thực hiện một số thay đổi cho cái hoạt động podcast này. Tôi thì tôi thường hay suy nghĩ một cách rất là đơn giản là mỗi cuộc đời của chúng ta nó như là những cái đường vẽ độc lập. Lúc thì nó rẽ sang hướng này, lúc nó lại rẽ sang hướng khác. Và rồi sẽ có những cái khoảnh khắc mà có hai đường vẽ gặp nhau. Đó là những cái giai đoạn mà chúng ta đồng hành với nhau. Những cái khoảnh khắc mà chúng ta đồng hành với nhau như vậy, nó có thể ngắn, nó có thể dài. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ là kiểu gì rồi nó cũng sẽ kết thúc. Kể cả với những người thật may mắn là họ yêu nhau, rồi họ đồng hành với nhau cả đời, thì rồi tới một lúc nào đó, cái chết nó cũng sẽ kết thúc sự đồng hành của họ. Mà đó là trường hợp của những người tìm được cái người tri kỷ của cuộc đời mình. Còn lại đa số những cái mối quan hệ khác thì nó lại càng ngắn ngủi hơn. Tới một lúc nào đó rồi thì hai đường thẳng sẽ lại tiếp tục bước tiếp những cái chặng hành trình riêng của mình. Nghĩa là theo suy nghĩ của tôi thì bất kỳ mối quan hệ nào, bất kỳ một cái sự đồng hành nào rồi thì cũng sẽ tới lúc nó kết thúc. Cho nên quan trọng là ở trong cái quá trình mà chúng ta đi với nhau, dù là ngắn hay dài, thì chúng ta cũng cố gắng sống cho nó thật là trọn vẹn để chúng ta có được một cái hành trình đẹp với nhau. Để khi mà chúng ta kết thúc rồi, thỉnh thoảng nhìn lại, chúng ta vẫn có thể mỉm cười với nhau. Nghe qua thì có vẻ nó hơi lạ, thậm chí là nó hơi tiêu cực. Nhưng với suy nghĩ của tôi thì tôi lại thấy nó mới là tích cực. Chính vì chúng ta nghĩ là sự đồng hành nào rồi cũng sẽ tới lúc kết thúc, cho nên chúng ta mới không lãng phí
những cái khoảng thời gian mà chúng ta ở bên nhau. Chính vì ý thức được là nó có thể kết thúc bất kỳ lúc nào, cho nên chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua được những cái tiểu tiết lặt vặt, để ở trên cái hành trình đó chúng ta luôn vui và có được những cái trải nghiệm tốt cùng với nhau. Ở trong công việc, tôi thường hay nói với những người nhân viên của mình là tôi không bao giờ kỳ vọng là các em sẽ gắn bó với tôi cả đời. Bởi vì dù có kỳ vọng cũng không được. Các em có thể chỉ làm với tôi một năm, nửa năm hoặc thậm chí là một tháng. Nhưng mà có dịp đi với nhau một tháng ở trong cuộc đời này, đối với tôi nó cũng đã là một cái duyên rồi. Và trong một tháng đó, chúng ta hãy cố gắng tạo ra cho nhau thật là nhiều giá trị, thật là nhiều trải nghiệm tốt và những cái kỷ niệm vui. Để sau này, khi mà có sang công ty mới, sang công việc mới rồi, thỉnh thoảng nhớ lại những cái khoảng thời gian đồng hành với nhau, chúng ta vẫn thấy vui và vẫn thấy biết ơn vì đã có một tháng đó đồng hành cùng với nhau. Đó nó đã là xứng đáng rồi. Và tôi áp dụng cái góc nhìn đó vào trong tất cả mọi cái sự đồng hành, mọi cái mối quan hệ ở trong cuộc sống, từ là tình yêu cho tới bạn bè, cho tới những cái mối quan hệ đồng nghiệp và cho cả cái hành trình podcast này. Rồi thì tới một lúc nào đó, chúng ta cũng sẽ phải nói cái lời tạm biệt nhau. Và đó sẽ là cái kế hoạch mà tôi sẽ chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay. Cụ thể thì tôi có hai tin muốn chia sẻ tới các anh chị. Một tin tạm gọi là tin buồn và một tin là tin vui. Đầu tiên đó là tin buồn. Thì trong thời gian sắp tới, dự kiến là tới cuối tháng này, cái chuỗi podcast mà chúng ta đã quen thuộc bấy lâu nay, nó sẽ chính thức khép lại. Ngày chính xác thì tôi chưa xác định cụ thể, nhưng mà để cho các anh chị đỡ phải bị sốc, thì nó không phải là tập ngày hôm nay. Trong một vài tuần tới, tôi sẽ có một tập để mà chia tay một cách trọn vẹn với các anh chị. Và rồi sau đó thì chúng ta sẽ chia tay cái chuỗi podcast này, chia tay với cái điệu nhạc quen thuộc, cũng như là cái hình nền quen thuộc này. Và chúng ta cũng sẽ không còn gặp nhau cố định vào mỗi tối chủ nhật nữa. Tuy nhiên, tin vui đó là các anh chị yên tâm. Đó là chúng ta chia tay là chia tay với những gì mà chúng ta đã quen thuộc. Để từ đó chúng ta bắt đầu cho một cái cuộc hành trình mới. Ở trong cái hành trình mới đó thì tôi sẽ không còn đăng bài một cách định kỳ vào mỗi tối chủ nhật nữa. Mà nó sẽ mang tính ngẫu hứng hơn. Nó không còn theo một cái lịch cố định nào nữa. Những cái nội dung mà tôi chia sẻ thì nó cũng sẽ không còn gói gọn ở trong những cái chủ đề về kinh nghiệm sống hay là tài chính nữa. Mà nó sẽ là bất kỳ những cái điều gì mà tôi trải nghiệm được ở trong cuộc sống. Có thể nó là một cái trải nghiệm gì đó mà tôi nghĩ là nó thú vị và nó có thể chia sẻ được với các anh chị. Ví dụ như là những cái chuyến hành trình lái xe xuyên lục địa mà từ trước tới giờ tôi thỉnh thoảng vẫn thường thực hiện. Hoặc cũng có thể nó chỉ đơn giản là chia sẻ lại một cái trải nghiệm về một cái câu chuyện công việc nào đó. Và cũng không loại trừ, thỉnh thoảng tôi sẽ lại quay trở lại, tôi chia sẻ với các anh chị những cái kinh nghiệm sống hay là những cái kinh nghiệm về tài chính mà tôi sẽ tích lũy được ở trong tương lai. Nói chung là sau khi kết thúc cái chuỗi podcast này, thì cái kênh YouTube này nó sẽ trở thành một cái nơi mang tính cá nhân hơn. Nơi mà tôi sẽ chia sẻ lại nhiều khía cạnh khác về cuộc sống cũng như là những cái trải nghiệm của mình. Còn về lịch đăng thì tôi cũng sẽ đăng nó một cách ngẫu hứng. Có thể là một vài tháng mới có một tập, nhưng cũng có thể biết đâu sẽ có những tuần mà tôi đăng một lượt vài tập liên tiếp. Thì hy vọng là với cái cách làm mới này, với nhiều cái sự thoải mái và tự do hơn, thì dần dần nó sẽ mang trở lại cho tôi cái niềm vui ở trong cái hoạt động này. Và cũng chính bởi vì từ nay tôi không còn lịch đăng cố định nữa, mà thay vào đó là cái kiểu đăng ngẫu hứng, không có theo kế hoạch nào cả. Do đó cho nên cái cách tốt nhất là các anh chị hãy cân nhắc để đăng ký kênh, để mỗi khi mà tôi có đăng một cái video nào đó mới, thì YouTube nó sẽ báo cho các anh chị biết. Bên cạnh đó, thông qua cái việc đăng ký này, các anh chị cũng sẽ góp phần giúp tôi thực hiện được một cái mong ước. Đó là tôi hy vọng là sẽ khép lại cái hành trình này với con số là 1 triệu người đăng ký. Trong hơn 3 năm qua thì kênh của chúng ta
đã có gần 850.000 người đăng ký. Và để đạt được con số 1 triệu người thì chúng ta vẫn còn thiếu 150.000 người nữa. Dành cho anh chị nào chưa biết thì khi mà một cái kênh nào đó đạt được cái cột mốc 1 triệu người đăng ký thì YouTube họ sẽ gửi tặng cho cái kênh đó một cái kỷ niệm chương cho cái cột mốc này. Và nếu mà được thì đây nó sẽ là một cái món quà rất ý nghĩa mà các anh chị có thể dành cho tôi. Do đó cho nên nếu mà anh chị nào quý trọng những cái nội dung mà tôi đã chia sẻ trong hơn 3 năm qua mà các anh chị vẫn chưa đăng ký thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút đăng ký. Sau đó thì các anh chị bấm thêm vào cái nút cái chuông ở bên cạnh. Chỉ cần đơn giản như vậy và cái việc đăng ký này nó cũng hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ là một cái món quà chia tay rất là ý nghĩa đối với tôi. Cuối cùng thì đó là về khóa học đầu tư. Chắc chắn là sẽ có anh chị băn khoăn là tôi vừa thông báo tổ chức khóa học cho năm nay thì liệu cái việc này nó có ảnh hưởng gì tới khóa học hay không? Thì câu trả lời ngắn gọn chắc chắn là không. Bởi vì tôi đã thông báo tổ chức khóa học thì hiển nhiên là tôi sẽ phải cùng với các anh chị đi qua toàn bộ hành trình của khóa học. Rồi sau đó thì tôi sẽ tính tiếp. Tôi cũng không dám chắc là ở trong tương lai tôi có còn tổ chức khóa học tiếp nữa hay không. Ở trong tiếng Anh thì nó có một cái câu, đó là never say never, nghĩa là đừng bao giờ nói không bao giờ cho một cái việc gì đó ở trong tương lai. Tuy nhiên, thật lòng mà nói thì tôi cũng không dám chắc là tôi sẽ có còn tổ chức khóa học nữa hay không. Bởi vì ngay lúc này đây thì tôi nghĩ phần nhiều câu trả lời sẽ là không. Mà nếu như vậy thì rất có khả năng đây nó sẽ là cái khóa học cuối cùng mà tôi tổ chức. Cũng chính vì vậy cho nên nếu mà anh chị nào đang có ý định tham gia khóa học thì các anh chị nên cân nhắc tham gia lần này. Bởi vì đây nó có thể là khóa cuối cùng mà tôi tổ chức. Và hiện tại thì khóa học vẫn đang ở trong giai đoạn ghi danh và chúng ta dự kiến là sẽ khép lại cái hoạt động ghi danh này và chính thức bước vào những cái bài giảng đầu tiên vào cuối tháng 7 này. Nghĩa là cái thời điểm mà khóa học bắt đầu nó cũng đâu đó sẽ cùng cái thời điểm với cái việc mà chúng ta khép lại cái hoạt động podcast này. Do đó cho nên nếu mà có anh chị nào vẫn còn có nhã ý muốn nghe giọng tôi hàng tuần thì đó cũng là thêm một cái lý do nữa để các anh chị có thể cùng đồng hành với tôi thêm vài tháng nữa thông qua cái khóa học này. Thì đó là một số cái cập nhật mà tôi muốn gửi tới các anh chị thông qua tập podcast ngày hôm nay. Tôi biết là dù cái việc này tôi đã có thông báo từ trước, nhưng mà chắc là nó cũng sẽ làm cho một số anh chị cảm thấy hơi hụt hẫng. Tuy nhiên, như tôi đã nói lúc nãy, dù sao thì bất kỳ cái hành trình nào, rồi thì nó cũng phải kết thúc. Quan trọng là trong giai đoạn mà chúng ta được đồng hành với nhau, chúng ta đã để lại cho nhau được những cái ấn tượng và những cái giá trị tốt đẹp. Và tôi thì tôi tin là trong hơn 3 năm qua, tôi đã ít nhiều để lại những cái giá trị tốt đẹp nào đó cho các anh chị. Cũng như là cái sự theo dõi và cái sự ủng hộ của các anh chị đã mang tới cho tôi rất là nhiều niềm vui. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.